nước Việt Nam. Mình sẽ giới thiệu từng bức tranh một. Bức tranh chị mình mới vẽ. Đúng. Bức tranh mình mới vẽ. Bức tranh mình cũng vẽ. Bức tranh chị mình vẽ. Bức tranh mình vẽ. Bức tranh mình vẽ. Mình với chị mình vẽ. Đây, chị mình vẽ cùng mình. Đây là chị mình vẽ rất là đẹp. Bông hoa màu vàng, màu hồng nữa. Chị mình còn vẽ hoa huyền dương cho mình nữa. Mình còn vẽ mặt trời đẹp ơi là đẹp, với cả vẽ một bông hoa lá rất là đẹp. Bây giờ còn chị mình vẽ cả hai bông hoa. Đây là chị mình, còn đây là mình. Đây là mình vẽ không? Đây là một cái bông hoa, còn đây là cái cánh của bông hoa, còn đây là cái vương miệng của bông hoa, còn đây là cái thân, còn đây là cái khăn để của bông hoa, còn đây là cái lá của bông hoa. Rất là đẹp, còn đây là con mèo, còn đây là con thỏ. Đây. Đây là chị mình với mình vẽ. Đâu, đây là mình vẽ. Đây, mình vẽ một cái cây to và ông mặt trời và cái gì? Cái đám mây nhỏ. Đây là cô giáo mây. Các em đám mây đang xếp hàng để đi xem cô giáo đám mây. Đây là mẹ cây, còn đây là em cây, còn đây là... Đâu, đây là em cây, còn đây là chị cây. Mình vẽ như vậy cho nó đẹp đấy. Đây là chị mình vẽ có ba con cá, còn có thổi bong bóng nữa cơ. Chị nhé, mình còn vẽ dưới mặt đất mà không tô màu nữa. Chị nhé, mình còn vẽ đá lại không tô màu nữa. Vẽ nhà cũng không tô màu, vẽ cái gì cũng không tô màu hết. Chỉ mỗi cái lá này tô màu thôi à. Hết rồi. Đây là mình vẽ rất là đẹp. Đây là con ong, đây là bể cá, đây là đá, đây là đất đẹp. Đây là đá nữa, đây là cây hoa đào, và đây là ông mặt trời, đây là con bướm, đây là đám mây, đây là bầu trời rất là đẹp, và đây là ngôi nhà. Bye bye. Mình còn một bức tranh rất là đẹp đám cưới nữa, đấy là bức tranh này, công chúa mặc váy. Đó là mình vẽ đấy. Đây là cái vòng, đây là trái tim, đây là bông hoa, đây là cái sân khấu, còn đây là bông hoa đang cầm trên tay, đây là trái tim nữa, đây là vòng tay của mình, đây là cái áo tay, còn đây là tóc mình, còn đây là cái miệng mình, cái mũi mình, cái mắt mình, còn đây là cái váy mình rất là đẹp, mình hưởng người, mình đeo vòng cổ nữa, mình còn đeo giày đỏ đẹp nữa, mình ra chân cầm mình còn rất là đẹp nữa. Rồi. Bye bye, mình xin chào các bạn nha.